Ở lần đầu tới tiết dự giờ thì cô mình thường kêu mình là giơ tay đi, nhưng mà em thấy nó câu sai đi để mà cho mấy bạn khác là sửa đúng. Thường thường là mình sẽ làm diễn như thế. Thì thầy cô hay kêu là gì các em phải làm thế này thế kia, giống kịch bản vậy thôi. Tiết học bình thường thì mình cảm thấy là nó dễ chịu hơn. Cấp 1 thì lúc đầu chưa biết gì thì còn hơi sợ, nhưng mà ở đây em thấy cũng bình thường. Nó được chuẩn bị tốt hơn so với những ngày học bình thường. Tiết học dự giờ thì các thầy cô giống như là trở nên người mẹ hiền vậy đó, không có rất là nhân từ với mấy bạn học sinh. Nó là giống như là sắp đặt sẵn. Bình thường là tiết học dự giờ nó là khác xa với lại những tiết học khác, là tại vì là cô giáo rất là hiền từ. Bình thường là nếu mà một tiết dự giờ là phải chuẩn bị từ như hồi lúc đó là một tuần, hai tuần, thường là hai tuần. Rồi sau đó là mình có những cái tiết dự giờ thử trước, xong rồi chạy thử có bao đủ bao nhiêu phút, 45 phút. Lúc đó cô giáo dặn gì ta? Tới giờ đó cô sẽ kêu em, rồi sau đó thì lên mình làm theo cô dặn. Lớp phải chuẩn bị bài trước, mà sẽ có một vài bạn không cần chuẩn bị bài, để mà kiểu như mình không biết bài đó thì tự nhiên hơn, để mấy thầy cô khác không phải nói nhìn diễn. Chị Xuất hả? Thì mình đã được giao vai diễn là em cứ nói sai đi là cô ấy là các bạn sẽ sửa đúng với hỏi à. Người đền đó. Diễn cũng khá sâu. Thì không biết thì cũng giơ tay, mà biết cũng giơ tay. Cô kêu mà ngoan hơn bình thường rất là nhiều. Rồi các bạn sẽ đúng như là chỉ định của cô, thì đến lượt ai giơ tay câu hỏi nào, ai giơ tay thì người ta sẽ giơ tay. Không cần nhắc trước thì nó sẽ hay hơn, cho họ học theo cái năng lực của mình á, thì lúc mà dự giờ thì sẽ thấy thực tế hơn. Em suy nghĩ là không, nếu mà tiết dự giờ mà thành tiết thật thì nó sẽ ổn hơn, nó sẽ vui hơn. Là không cần phải chấm điểm, không cần cái gì hết, chỉ cần cô giáo vô giống như là dạy rồi vô ngồi chơi nói chuyện với mấy học sinh nữa cũng được. Giáo viên không cần phải báo trước để cho học sinh chuẩn bị, để cho nó thoải mái hơn. Trong những giờ học bình thường, thầy cô đã có những cái hoạt động phương pháp giảng dạy thu hút sinh, thì học sinh sẽ thích thú học hơn và sẽ năng động hơn trong giờ học. Mình nghĩ là không cần phải giữ giờ đâu, tại vì giữ giờ thì đa số mọi người sẽ chuẩn bị và cô giáo sẽ chuẩn bị bài vở cho các học sinh. Có thể nói là nó rất là hình thức. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.